tôi sẽ nói với bạn về cái thông nguyên lý thông nguyên thất. Đầu tiên thì tôi sẽ nói với các bạn về cái tuần hoàn thai nhi làm chú súc. Thì khi mà em bé ở trong mẹ thì nó sẽ trao đổi chất với mẹ qua cái bào thai. Thì khi mà nó qua bào thai thì nó sẽ đi theo cái tĩnh mạch rốn đi về. Thì lúc này á, trong lúc này á, tĩnh mạch rốn nó sẽ mang cái máu là máu đỏ tươi. Nhưng mà nó sẽ chọn, nó có hai con đường ở đây. Một á, là nó sẽ đi qua gan. Thì khi mà nếu mà máu mà đi qua gan á, thì nó sẽ có một cái gọi là nó sẽ bị chậm lại và nó không có đủ khả năng mà nó cung cấp kịp cho cơ thể. Thì cơ thể mình cơ tim nó bóp liên tục. Thì nó sẽ chọn một cái con đường đi qua, thì nó gọi là đường cái tĩnh mạch rốn. À không. Thông qua một cái gọi là ống tĩnh mạch. Thông qua ống tĩnh mạch sẽ đi qua theo cái tĩnh mạch chủ dưới đi lên. Thì lúc này máu nó sẽ máu bên dưới của thân dưới của cơ thể mình nó sẽ là cái máu nó nghèo oxy, kết hợp với máu giàu oxy thì nó sẽ trộn lại và nó sẽ kém, nó thiếu oxy đi lên trên. Thì nó sẽ kết hợp với tĩnh mạch chủ trên rồi vô trong buồng dĩ phải. Thì khi mà nó vô trong cái buồng dĩ phải đó, nó pha trộn lại á, thì cái tiếp theo là nó sẽ xuống thấp và thấp phải và nó bóp lên tĩnh mạch phổi. Nhưng mà phổi ở trong thai nhi thì nó chưa có đảm nhận được cái chức năng, đó là cái việc mà nó trao đổi khí, nó nằm trong cái nước ối, cho nên đó là các cơ trơn của cái động hai cái động mạch phổi nó sẽ co thắt lại. Khi mà hai cái nó co ở đây lại thì nó sẽ tăng kháng lực lại, thì nó sẽ tăng áp lực lên động mạch phổi, rồi nó sẽ tăng lên cái thất thải lên, rồi sẽ tăng nhĩ phải. Thì lúc này nhĩ phải nó phải kiếm một cái con đường nó đẩy nó đi, thì nó sẽ thông qua cái lỗ này. Đây là cái lỗ điên nhĩ. Ngoài ra nó còn có nhiều lỗ khác nữa, chẳng hạn như đây nó còn một cái ống tĩnh mạch nữa, nhưng mà tôi không có trình bày đây. Thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn về cái lỗ điên nhĩ. Thì mấy bạn nhìn sơ vào cái bắp điên nhĩ ở đây, rõ ràng nó chia thành hai cái phần khác nhau. Mấy bạn thấy hai không? Thì nó một, thì bây giờ nó hình thành như thế nào tôi sẽ trình bày với các bạn. Đầu tiên đó là cái tuần thứ tư của phôi thai, thì cái bắp điên nhĩ đầu tiên gọi là bắp điên nhĩ nguyên phát. Bây giờ mấy bạn học một số cái thuật ngữ, ví dụ như là endocrine function, thì nó dịch theo mấy thầy dịch ra thì tôi ghi là gối nội tâm mạc. Nhưng mà tôi gối nội tâm mạc hoặc gờ nội tâm mạc gì đó. Thì đầu tiên đó là trên cái chỗ đáy tim nó sẽ phát triển xuống một cái vách gọi là vách liên nhĩ, vách liên nhĩ mà nguyên phát hướng xuống cái gờ nội tâm mạc này, hướng xuống cái gờ nội tâm mạc. Thì khi mà nó phát triển như vậy, thì khi mà nó càng xuống dần đó, thì cái lỗ mà nó giới hạn giữa cái vách với lại cái gối nội tâm mạc thì nó sẽ tạo cái lỗ gọi là lỗ liên nhĩ nguyên phát. Thì cái lỗ này khi mà cái vách nó càng phát triển xuống thì cái lỗ này càng nhỏ, thì cái lúc đó mà áp lực bên phải vẫn luôn đẩy qua trái thì dĩ nhiên cái vách này nó sẽ rách ra. Khi mà cái vách này nó rách ra nó sẽ tạo cái lỗ thứ hai, thì cái lỗ đó gọi là lỗ liên nhĩ thứ phát, là foramen subtilis. Thì nó sẽ lủng vào cái lỗ thứ hai. Rồi lúc này thì cái gối nội tâm mạc nó phát triển lên, cái gối nội tâm mạc nó phát triển lên nó sẽ từ đây này, nó sẽ phát triển lên trên đây đó, nó sẽ phát triển lên đây và nó gắn lại và nó tạo ra cái lỗ thông liên nhĩ thứ phát, cái lỗ thông liên nhĩ thứ phát. Đồng thời lúc này thì cái dĩ phải sẽ lớn lên do cái sừng phải của xoang tĩnh mạch sắp nhập vào sừng phải xoang tĩnh mạch. Cái tĩnh mạch chủ trên chủ dưới bên này nè, nó sẽ sắp khi mà nó sắp nhập vô thì cái dĩ phải lớn lên, thì nó sẽ phát triển lên một cái gọi là cái vách liên nhĩ thứ phát, cái vách liên nhĩ thứ phát, cái vách thứ hai. Đồng thời cái gối nội tâm mạc này là nó vẫn đang phát triển, nó sẽ phát triển tiếp lên cái vách, cái nó lên hai hướng, một hướng là tiếp tục đẩy lên bên này bên nguyên phát, một cái là bên thứ phát. Thì mấy bạn coi cái chỗ này, cái chỗ bên cái vách thứ phát đó, thì nó không bao giờ nó chạm được cho nhau, mà nó có cũng cái bờ tự do của nó hết, tại vì mà cũng máu phải đi qua mà nó áp lực nó cao đi qua. Thì khi mà cái quá trình này bắt đầu nó hoàn thiện á, thì nó sẽ ra cái hình này, nó ra như thế này. Thì nó gọi, người ta còn gọi nó là ổ ovan á. Thì cái việc mà cái vách liên nhĩ nguyên phát nó như vậy, nó lắp lại như vậy, thì người ta có thể coi nó là một cái van của cái lỗ thông liên nhĩ. Thì cái van này nó sẽ chỉ cho máu đi từ bên nhĩ phải qua nhĩ trái thôi, nhĩ phải qua nhĩ trái thôi, được không? Trái qua nhĩ trái thôi. Mấy bạn hiểu ý tôi không? Không hiểu, tôi nói lại cái gì đây, nó giống như cái van, nó chỉ cho máu từ nhĩ phải qua nhĩ trái thôi. Rồi khi mà ra đời á, thì máu thì cái trước này mình cắt cái nhau thai đi, thì cái phổi bắt đầu hoạt động,
thì cái nãy tôi nói cái cơ trơn của động mạch phổi nó coi nó không cho máu đến, thì bây giờ nó giãn ra máu sẽ đi qua phổi, vậy thì người ta sẽ về dĩ trái qua bốn tĩnh mạch phổi, thì nó về dĩ trái thì áp lực con dĩ trái tăng lên, dĩ phải giảm xuống. Mà hồi nãy mình nói là cái van này, cái van một chiều chỉ cho từ phải qua trái thôi, thì bây giờ dĩ trái nó cao lên coi như là nó không quay quay ngược lại, nó sẽ xuống xuống thấp và nó đi đi luôn cơ thể như bình thường. Thì cái theo cái cơ chế đó thì đối với cơ tim thì chỗ nào mà máu không chạy qua thì nó sẽ liền lại nhau, thì hai cái vách, hai cái miếng nguyên phát thứ phát dính lại với nhau, và lúc này nó sẽ hình thành nên một cái vách liên dĩ coi như là hoàn thiện. Đó là đối với người bình thường thì nó sẽ là như vậy. Còn trong một số cái trường hợp bệnh lý á, thì nãy tôi nói nó có hai cái lỗ, một là lỗ nguyên phát và lỗ thứ phát, thì nó sẽ có hai cái trường hợp khác nhau, mà 90% trường hợp đó là lỗ thứ phát nó không đóng được, 90% nó không đóng được. Còn 10% còn lại sẽ là cái lỗ nguyên phát nó như thế này. Thì cái nguyên nhân nó như thế nào? Cái nguyên nhân á, người ta tìm thấy một số cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất á, là trong cái hội chứng đau thì cứ bốn đứa mà bị đau sẽ có một đứa sẽ liên quan tới cái việc là thông liên nhĩ. Cái thứ hai á, là cái bất thường action, có nghĩa là cái bên này là cái quả tim bình thường của mình. Còn ở trong cái hội chứng này á, thì cái van ba lá nó phát triển bất thường mà nó hướng về cái đỉnh tim. Thì khi đó thì và kết hợp với đó là cái nó có một cái lỗ thông liên nhĩ. Ok, nó có một cái lỗ thông liên nhĩ. Thì người ta thấy là 50% những đứa trẻ mà nó sẽ có cái bất thường này, cái hội chứng này thì chắc chắn nó sẽ có cái lỗ thông liên nhĩ. Cái thứ ba người ta muốn nói là cái những hội chứng thai nhiễm cồn, có nghĩa là những người mẹ mà trong quá trình mang thai mà có uống rượu bia ấy thì cứ bốn đứa sẽ có một đứa. Tiếp theo là cái hội chứng Horan, nó liên quan tới gen đột biến, tí xíu rồi tôi sẽ nói về cái việc đột biến gen. Và cái hội chứng Lutein-Packer người ta chỉ tính cái vấn đề nãy tôi nói là nếu cái vách thông liên nhĩ mà nó không có lấp đầy được á, là nguyên nhân là các tế bào nó không có tăng sinh, nó không có phân chia để mà nó hàn gắn lại được với nhau, thì nó là do nguyên nhân là bất thường từ trong cái chuyện mà nó phân chia. Thì đây là cái chu trình của tế bào bình thường, thì khi mà các nhà khoa học họ tìm ra thì nó là có một số cái yếu tố ảnh hưởng tới cái quá trình này. Khi mà các yếu tố này tác động cái quá trình này thì nó sẽ không cho các tế bào nó sẽ không có phân chia và nó sẽ không có liền lại được. Thì người ta thấy như vậy, đầu tiên là các yếu tố thiên mã, cái thứ hai là các yếu tố ngoại bào và các một số cái protein sarcomere, một số các nguyên nhân khác như là nhiễm rubella, alcohol thì để tôi nói rồi, ngoài ra có thể là hút thuốc lá hoặc là sử dụng các thuốc kích thích, hoặc là cái hội chứng lupus ban đỏ, hội chứng lupus, bệnh lupus ban đỏ, thừa cân và đái tháo đường thai kỳ. Có nghĩa là những người mẹ này bình thường có đái đường nhưng mà khi mà mang thai bị đái tháo đường nha, đái tháo đường khi hết mang thai thì không bị đái tháo đường nữa, nhưng mà người ta nghiên cứu là những người này sẽ về dài chắc là sẽ bị đái tháo đường tiếp hai. Ngoài ra là cái BKU là phenylketonuria. Cái thứ hai tôi mới nói các bạn về cái vách dương thất. Cái vách dương thất thì các bạn biết là nó hình thành từ vách dương thất cơ với vách dương thất mạc. Thì cái vách dương thất cơ là nó sẽ đi từ cái đỉnh tim lên, thì cái vách này mới là cái vách thực sự. Còn cái vách dương thất màng á, thì các sách nói là đây là cái sự phát triển hơn của con người so với các động vật bò sát khác, thì nó có cái vách này. Thì cái vách này á, thì nó sẽ phát triển từ cái gối rồi tâm mạc đi xuống, nhưng mà cái sự hình thành của vách dương thất màng á, nó phức tạp hơn của một cơ. Đây là một quả tim bình thường. Bây giờ các bạn, cái vách dương thất màng nó sẽ được tổng nó được cấu tạo nhờ có ba cái như sau. Cái thứ nhất là cái gối nội tâm mạc, cái tôi nói với bạn đó, nó phải trên đi xuống. Mà còn cái thứ hai á là cái gọi là cái màu thân nón. Cái hai là màu cái màu thân nón động mạch. Cái màu thân nón là nó như thế này. Hồi trong thai nhi á, là cái động mạch chủ với động mạch phổi á, là nó gắn liền với nhau và nó cách nhau với một cái vách thôi. Cái vách là vách màu thân nón. Thì khi mà sau này phát triển á, thì hai cái động mạch nó tách rời ra nhau ra. Đó, nó tách rời nhau ra. Thì đó là cái màu thân nón. Thì bây giờ mấy bạn coi cái hình rõ ràng là cái vách dương thất màng nó cũng có liên quan đến cái vách của cái hành động mạch phổi và đi bên kia là của hành động mạch chủ. Cái việc mà cái vách này cái màu thân nón nó tăng sinh, nó sẽ giúp cho một phần hình thành cái vách dương thất màng. Cái thứ ba là cái đoạn tự do của vách dương thất nguyên thủy, tức là cái vách dương thất cơ,
có thêm một miếng, nó sẽ phát triển giúp thêm một miếng đi lên nữa, cũng nó sẽ giúp phát triển một miếng đi lên một chút nữa, thì nó sẽ là tạo lên cái vách thiên thấp màng này. À, đó là cái hình thành trên cái vách thiên thấp. Khi mà trong thai nhi thì cái vách này nó chưa hoàn thiện, nó sẽ tạo ra một cái lỗ gọi là lỗ thông liên thấp. Thì cái nguyên nhân của nó nhất cũng là có hội chứng đau. Cái thứ hai là cái đái đường thai kỳ và những cái gọi là độ bất thường về tim mạch của trẻ sơ sinh. Thì ở đây người ta kê một số cái hội chứng, thì nhất là một số cái hội chứng mình có thể quen thuộc như là trisomy 13, trisomy 18, Edwards hoặc là down, vân vân, một số cái khác người ta đề cập ở đây. Thì cái down thì nó chiếm tới 40-50%, rồi tức là hồi nãy là mình nói em một cứ 4 đứa bị down thì sẽ có một đứa bị thông niên nhĩ, thì này chỉ cần hai đứa bị down sẽ có một đứa thông niên thấp. Cái thứ ba là cái nhồi máu cơ tim. Cái này á, là trên cái trang CBI nó mình đọc á, nó nói như này nè. À, những người mà bị nhồi máu cơ tim á, thì khi mà cơ tim bị hoại tử thì theo nó bị viêm, nó bị hoại tử á, thì đúng theo cơ chế bình thường là các đại bào sẽ tới nó ăn các tế bào cơ tim mà bị chết đi. Thì khi mà nó bị hoại tử quá nhiều thì các nó ăn mất quá nhiều thì cái vách thì nó sẽ mòn dần, nó mỏng dần, có thể nó gây ra nó bị gây ra lỗ, nó sẽ gây ra cái lỗ thông, nó tạo ra quay lại cái lỗ thông đó. Cái này là trên cái ấy đó. Rồi còn cái thuật ngữ nó như thế này. À, tiếng Pháp thì mình không có biết đọc lắm, nhưng mà cái tiếng Pháp của CIA á, thì mình biết ở đây á, nó communication. Tiếng Anh là communication, còn tiếng Pháp thì nó là communication. Thì như thế này, cái communication á, nó giống tiếng Anh, nó là thông thương. Còn cái chữ defect ở trong tiếng Anh á, thì theo cái từ điển á, thì nó là một cái thiếu hụt. Dịch đây là mình có thể là sự thiếu hụt. Còn cái khuyết tật á, ở trong tiếng Anh đó là disability á, thì nó mới là cái khuyết tật. Thì nếu mà khi mà mình dịch ra hai cái chữ này á, thì mình có thể thấy là cái này là dịch đó, thì communication đó là nó là thông liên nhĩ hoặc là thông liên thấp. Còn tiếng Anh á, thì mình dịch đúng là dịch mà sát luôn á, sát bắt luôn á, là thiếu hụt vách liên nhĩ hoặc thiếu hụt vách liên thấp. Vậy thì cái quan trọng là cái thuật ngữ nào thực sự luôn á, là cái thuật ngữ nào nó cũng đúng hết á. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà các bạn sử dụng cái nào nó, khi mà các bạn dịch ra, các bạn để dùng nó để tránh sai lầm thôi, chứ thật ra là không có thuật ngữ nào đúng hơn cả. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn nên sử dụng cái thuật ngữ là thông liên nhĩ, thông liên thấp, thì tại trước giờ họ vẫn sử dụng như vậy rồi. Theo bản dịch của chúng ta. Lâm á, ở đó cái màn hình thì tuốt lên trên này làm sao mà tạo ao Facebook bây giờ cho cái gì tao cái ao Facebook bây giờ hay còn đang livestream đó, đang livestream Facebook em phải được lưu lại thì em tắt. Ơi, còn một bài nữa thứ chủ nhật thì tôi ấy các bạn. Bài kia nó dễ hơn. Đấy, mà cái bài scan B là cái bài đó là không phải làm rồi làm xong luôn, mà cái bài đó thiệt ra nó giống mà thầy cũng đã báo rồi, báo cáo của bạn rồi cho nên là không. Để chồng làm nên chấm, lâu lâu nó mới được lời cô lắm. Cái này hát không?